Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức trình chính, chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7. Thu phí về hè thành phố Hồ Chí Minh bớt lộn xộn. Nhật Bản xả nước thải đợt thứ 6 từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima thưa quý vị và các bạn. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày mùng 1 tháng 7, chung với thời điểm tăng lương khu vực nhà nước. Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay. Qua tính toán của Bộ phận Kỹ thuật được Hội đồng Tiền lương Quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng âm 4,5%, mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời đề xuất chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng, thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chung thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Lần đầu tiên, học sinh Việt Nam giành giải nhì ở cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Học sinh đạt giải là Nguyễn Lê Quốc Bảo và Lê Tuấn Hy, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Với dự án, phần mềm tích hợp học sâu để phân vùng và tái tạo cấu trúc tim nguyên khối trong không gian 3D mô phỏng cho ứng dụng thực hành y khoa. Đây là giải cao nhất mà học sinh Việt Nam đạt được sau 12 năm tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần triển khai thu phí, nhiều tuyến đường tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên gọn gàng, trật tự hơn trước. Người thuê phấn khởi, vui vẻ khi đăng ký sử dụng vỉa hè để an tâm kinh doanh, góp phần chỉnh trang đô thị cho thành phố. Ghi nhận tại một trong những tuyến đường luôn bát nháo cảnh buôn bán trên vỉa hè ở trung tâm quận 1. Đường Phan Bội Châu ngày nay, dù không khí buôn bán vẫn sầm uất, nhưng vỉa hè lại rất ngăn nắp, trật tự với sự phân chia rõ ràng bởi những vạch sơn từ mép đường vào hơn 1 mét, một vạch sân vàng đã được kẻ phục vụ để xe gắn máy. Phía sát nhà dân lại có thêm một vạch trắng rộng hơn 1 mét để người dân kinh doanh chừa lối đi bộ rộng rãi ở giữa cho người tham gia giao thông. Tôi bây giờ cảm thấy tốt hơn ngày xưa khá là nhiều. Tại vì ngày xưa thì nó sẽ có lấn ra lấn vào rất là nhiều du khách đi quay lại cũng khó khăn. Việc kinh doanh của mình nó cũng hạn chế. Bây giờ thì đường xá nó rõ ràng hơn, có chỗ để xe, có chỗ kinh doanh và có chỗ đi bộ. Đó là việc nhà nước làm rất là tốt kinh doanh quán phở trên đường Hải Triều quận 1 đã nhiều năm nay, bây giờ mỗi tháng đồng thêm hơn 1 triệu đồng cho 10 mét vuông thuê về hè, nhưng chị Ngoan vẫn rất vui vẻ khi có thêm không gian để trang trí và bày thêm bàn ghế bên ngoài, giúp khách hàng thoải mái hơn khi đến quán. Cũng như chị Ngoan, nhiều kinh doanh ở đây đều cảm thấy phấn khởi khi đăng ký thuê về hè qua app, vừa công khai, minh bạch, vừa an tâm hơn khi buôn bán kinh doanh. Khi mà áp dụng cái chính sách cho thuê vỉa hè này thì quán cảm thấy rất là vui mừng vì được kê bàn ghế ở ngoài nó thuận tiện hơn cho việc buôn bán. À, mình được chính thức sử dụng cái vỉa hè tạo được nhiều điều kiện thuận lợi. Rồi khách hàng đến quán thì cũng thích ngồi ở ngoài hơn để ngắm đường phố. So với trước đây nếu mà cho như vậy thì người dân vẫn thích hơn là mình buôn bán nó thoải mái. Mình không phải bị công an đuổi này nọ. Với lại bán nó ngay thẳng đường lối nó sạch sẽ đường phố hơn. Để phục vụ việc thí điểm 11 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt phần mềm tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố trên địa bàn. Phần mềm giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng chức năng về hè tại từng vị trí của 11 tuyến đường. Thông qua đó, đã đơn giản hóa các thủ tục cho người sử dụng, giảm nhân lực triển khai xuống địa bàn. Việc triển khai ứng dụng sẽ thu phí trực tiếp nộp vào ngân sách nhà nước, ưu tiên không dùng tiền mặt. Khi mà chúng ta xác định như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái lực lượng để mà đi kiểm tra, đi cấp phép rồi các nội dung khác chúng ta thực hiện qua công tác chỉ số và trực trực tuyến hết thì người dân sẽ thuận tiện dễ dàng tra cứu cũng như là đăng ký sử dụng hệ phố. Việc tổ chức thí điểm thu phí về hè sẽ được quận 1 thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 9. Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình. Nếu triển khai hiệu quả, đây còn là giải pháp tạo nguồn thu hiệu quả, góp phần tạo nên sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng về hè để kinh doanh, buôn bán một cách công khai. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO, ông Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo AI và cuộc cách mạng kỹ thuật số chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới cũng như các hệ thống nông sản thực phẩm, qua đó giúp mang lại lợi ích cho mọi người và góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu. Phát biểu tại phiên họp, ông Khuất Đông Ngọc lưu ý, nông nghiệp kỹ thuật số có thể cách mạng hóa cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm, giúp cải thiện dữ liệu giá cả, giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm, tăng cường an toàn thực phẩm và khuyến khích sử dụng hạt giống, phân bón tốt hơn. Để thúc đẩy những điều này, FAO đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác bao gồm các chính phủ, học viện, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế, qua đó thúc đẩy các chiến lược và hành động toàn diện đồng bộ. Phát biểu tại Viện Công nghệ Harbin trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17 tháng 5 cho biết, Moscow không có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào thời điểm này. Việc chiếm giữ thành phố Kharkov không nằm trong kế hoạch hiện tại của Moscow và các lực lượng Nga hoạt động gần đó chỉ đang tạo một vùng đệm cho an ninh của chính phủ Nga. Trong những ngày qua, Nga đã mở các mũi tấn công vào vùng Kharkov nhưng chưa tấn công vào thành phố Kharkov, nằm sâu hơn bên trong, phương Tây cho rằng Nga chưa đủ lực lượng và vũ khí để tiến tiếp vào lãnh thổ Ukraine trong thời điểm này. Ngoại trưởng 13 nước ngày 17 tháng 5 đã gửi lời kêu gọi tới người đồng cấp Israel, Israel Khas, kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah ở giải Gaza. Các nước ký lời kêu gọi gồm Australia, Anh, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu là Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Thụy Điển. Ngoại trưởng các nước hoan nghênh các biện pháp mới đây được nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra nhằm cải thiện dòng viện trợ quốc tế vào giải Gaza. Tuy nhiên kêu gọi cần có thêm các biện pháp. Ngoại trưởng các nước này kêu gọi chính phủ Israel để viện trợ nhân đạo vào giải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu liên quan, gồm cả cửa khẩu ở Rafah, cũng như mở tất cả các tuyến tiếp tế trên bộ cho hàng cứu trợ, khôi phục lại các dịch vụ điện, nước và viễn thông, gia tăng đáng kể nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là thuốc men, các ngoại trưởng cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài. Công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6, lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Trong đợt xả lần này, kéo dài đến ngày 1 4 tháng 6, TEPCO có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải. Công ty cho biết nồng độ phóng xạ đã bứng tiêu chuẩn an toàn đặt ra. Kể từ khi bắt đầu xả thải vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Đến nay, công ty điện lực Tokyo TEPCO đã xả khoảng 39.000 tấn nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. Công ty có kế hoạch xả tổng cộng khoảng 54.600 tấn trong 7 đợt xả trong tài khoá hiện nay, tính đến hết tháng 3 năm 2025. Trong năm đợt xả trước, TEPCO cho biết lượng phóng xạ tritium được ghi nhận là 29 becquerel tritium trên mỗi lít nước biển trong các mẫu lấy từ các khu vực gần nhà máy. Con số này thấp hơn nhiều so với giới hạn của Tổ chức Y tế Thế giới là 10.000 Becquerel trên 1 lít đối với nước uống. Việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý là bước quan trọng nhằm giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 sau trận động đất và sóng thần vào năm 2011. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, người dân tại thị trấn Kodai-Konas ở miền Nam Ấn Độ, lại có dịp được chiêm ngưỡng các loài hoa đua nhau khoe sắc trong triển lãm hoa được tổ chức tại công viên Perias. Đây lần thứ 61 triển lãm được tổ chức và là một phần trong lễ hội mùa hè của thị trấn này. Triển lãm sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày và khoảng 500.000 bông hoa rực rỡ sắc màu được trưng bày. Triển lãm năm nay có chủ đề động vật hoang dã với những bông hoa được sắp xếp thành các loài động vật bao gồm công, khỉ đột, gấu cô loa và cả loài vật có trong truyền thuyết như rồng. Triển lãm năm nay có rất nhiều bộ sưu tập đặc biệt từ hoa tuy lít và hoa cẩm trướng. Ban tổ chức tạo nhiều mô hình từ hoa như công, gấu và còn là một điểm chụp ảnh quay phim 360 độ. Thật tuyệt vời, mọi người hãy đến tham quan và tận hưởng khí hậu mát mẻ này. Sau những đợt sóng nhiệt tại Ấn Độ, thời tiết tại Kodakana đã mát mẻ hơn, thuận tiện cho du khách tới tham quan triển lãm. Dự kiến lượng du khách sẽ đến triển lãm tăng cao trong những ngày tới thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của đài phát thanh truyền hình thái nguyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại